Đây cái bẻ dúng, đây rau muống, dưa leo được có mấy trái hồi mình bẻ rồi, bẻ đem vô mình dùng, trộm cái một chút chút gì đó có ăn. Mớp ở đây nó cũng leo lên rồi nè. Đây mình cũng trồng mớp với dây bầu. Ở đây trời nắng đẹp quá trời các cô chú anh chị. Đây là dây bầu. Đằng kia thêm dây bầu nữa, hai dây bầu. Trong kia mấy dây bầu nữa, nhiều dây bầu, bầu dưới này trồng nhiều. Xin chào các cô chú, các chị thân mến nha. Thì ngày mới thì vợ chồng mình cũng chuẩn bị thêm một món mới. Hôm nay vợ mình làm bánh nha. Mình chào cô chú anh chị nha. Hôm nay mình bán bánh măng. Bánh măng thì mình bột mình làm cái da bánh nè. Cái này là bột năng 2 bịch. Bịch bột nếp 200g, 100g bột gạo. Nó thì bữa nay mình làm hai loại. Củ sắn nè, với củ cải đỏ thì mình làm một loại nhân. Thịt đùi có mỡ có nạc nè, ngồi mình bầm ra, rồi tôm một ít, rồi hành lá với cái này là hẹ, ngồi mình làm mỡ hành á, mình bỏ một ít hẹ vô cho cái màu nó xanh nó đẹp. Có một thau măng luôn, măng này măng tre nha. Cái này mình nãy mình sắc ra nè, mình ngâm nước cho nó trắng, hồi mình trụng nước sôi lại với muối cho ra cái mùi độc hết trơn nó mới ngon. Cái mùi nhẵn đó phải không em? À, cho ra cái nước độc á, cái nước cái ăn là nó nhức mình này kia rồi. Rồi xin mời cô chú anh chị vô biết chứ mình nghe. Bây giờ mình bỏ bột vô, đặng mình nhồi ấy bột trước, phải bột trước cho nó nở. Vậy là hôm nay vợ chồng mình làm cái món bánh măng. Bánh măng là gồm bột nhưng bằng măng, bằng măng tre các quý vị, măng tre với tôm thịt. Cái món này cũng có số ông bà cô chú đã ăn rồi, nhưng mà cũng có số bà cô chú chưa ăn món này rồi đâu. À, rất là ngon luôn á. Cái này mình đã được vợ mình làm ăn rồi cả nhà. Cái măng mà khi mình luộc mình trụng rồi đó, nó ra hết cái chất măng á, hết chất nhẵn á, ăn ngon lắm. Ăn mắm chua không em? Bột năng này á thì là một bịch là nửa ký, mình làm á thì hai bọc một ký với 200g bột bột nếp, 100g bột gạo, mình trộn chung với nhau. Bột năng không thì nó dai, không ngon. Bánh này làm lâu không em? Cái này á, cái này cũng lâu rồi, phải không? Tùy theo. Tại vì mình còn hấp nữa mà, xào nhân rồi mình hấp. Không hấp, mình đem chán ha. Chán, chảo cũng dính. Chán rồi, chán rồi mình gói ha. Như bột có trong bịch gì nè, này nó ngon hơn bịch rồi. Giờ mình nhờ bột thôi. Ở đây mình cho nửa muỗng muối, vô đây, cho cái bột nó hơi mặn chút. Rồi mình đậy bột, mình cho một lít nước vô, mình cho tạm thời một lít thôi. Rồi trước khi mình đổ một cái bánh mình thử coi nó vừa theo cái công thức của mình chưa, nó tỉ nó cứng bánh thì mình cho nước thêm. Mình bột ngon ha.
quậy bột này á, mình đãi cho 2 tiếng cho cái nước nó lóng trong xuống á, mình chắc cái nước đó bỏ, cái mình đổ mình lường coi bao nhiêu, cái mình đổ lại nước mới cho nở bột luôn ha. Ừ. Nở ra chị là nhiều chứ đổ ra thì nhiều. Có người Bình Luận nói những cái bột mà mình hấp rồi nè, hấp chiên rồi nè. Ừ. Nếu mà mình làm để qua đêm á, làm càng ngon. Ừ, đúng rồi. Được phải không? Ừ, nó mịn, nó ngon. Ừ, để qua đêm càng lâu càng ngon chứ không có sợ hư. Giống như bánh xèo mà đổ dư bỏ lại ngày mai đổ là vẫn được đó. Ừ. Như hồi xưa đó, người ta đâu có tình huống mà bột chợ gì đâu. Người ta còn là ngâm không á. Bột có rất là ngon luôn, mình trơn à. Làm bánh lá rồi, chồng thấy không? Ngon gì đâu. Giờ bột mình quậy cũng đã đều rồi nè, mình đãi qua một bên. Giờ mình đi bằm tôm với bằm thịt. Củ sắn mình bào ra, mình vắt nước, đặng mình xào nhân. Giờ mình làm nước mắm, một keo khổng luôn. Chua ha, mắm đen bạch. Chua ngọt, cái này đừng có mặn quá. Tại nước mắm này ăn bánh thì nó làm lạc hơn ăn gỏi. Giờ mình cho tỏi ớt vô, với mình bào ít cà rốt nè, mình bỏ vô. Anh có cái đầy vậy mà, đầy không? Không. Giờ đã canh rồi, dễ. Canh rồi hả? Đo lường là chất lượng rồi hả? Rồi, cái nước mắm mình cũng đã xong. Rồi, bữa nay mình ăn bánh măng này với nước mắm chua nha, chắc có phí cái chị. Nước mắm bột đồ thì mình làm phải làm trước chị nè. Cho nước mắm nó đều, nó gia vị, nó ngon. Cái này, cái bánh này là giờ mình làm giống như bánh đùm của các cô chú anh chị thường biết cái đó. Nhưng mà phải nhăn lên, nhăn bằng mà, chứ không phải nhăn củ sắn. Bữa nay giờ làm hai loại luôn. Hai loại luôn hả? Củ sắn và măng luôn. Ăn rồi. Ai muốn ăn dạng đó phải không? Anh thì thích ăn măng hơn, măng ngon. Đã giờ ngâm nước trước rồi giờ luộc. Vợ chồng mình cũng xin cảm ơn các cô chú, các anh chị dính thời gian xem những cái clip kênh Má Lá Tình Quê, cái kênh chính chủ của gia đình mình đăng tải hàng bữa. Với những buổi ăn quê, những chia sẻ cho bà con nghèo, cho bà con hàng xóm, mấy cháu nhỏ, một ngày một món da nằm cà. Dạ xin cảm ơn rất là nhiều. Chảo này mình xào nhân, mình cho dầu vô, dầu nóng rồi. Cho hành tím vô. Giờ hành tím nó thơm rồi, mình cho thịt vô. Thịt hôm nay mình cắt sợi sợi, mình không có bằm. Vị vô trong thịt luôn, muối, hạt nêm, cho một ít đường, xào thịt cho nó chín luôn, chín rồi mình mới cho cơm vô. Cơm có sao em? Ừ. Vậy là bữa nay vợ chồng mình sẽ bán bánh đùm như măng, chứ không phải, nhưng mà có nhân củ sắn đó không? Có. Còn hai món rồi hả? Đây, bữa nay có làm củ sắn luôn thôi chị. Bữa nay mình có làm củ sắn với cà rốt. Mấy cháu nào không thích ăn măng thì mình đều bánh đùm củ sắn. Ngon mà. Đây mình luộc măng á, nó sâu lên rồi bắt đầu mình vớt, mình để vào rổ cho nó ráo. Xả nước không? Xả nước mà. Măng nó trắng ngon quá trời ngon luôn nè. Măng này măng non xèo. Măng tông nè. Măng này á mình thấy luộc chị á, chứ mình đừng có để tươi á, mình xào á, mình nấu canh gì nó còn cái chất đó nó ăn không có tốt đâu. Nhặn mấy người ăn không quen không được. Măng mình luộc rồi, bây giờ mình đem đi xào nè. Giờ mình đã cho vị vô, mình cho chút muối, hạt nêm, đã một ít đường vô, cho một ít bột ngọt, xào đều lên, xào đều rồi mình đem ra mình đổ ra gỗ. Củ sắn mình xào riêng ha. Ừ. Bây giờ thịt chín xong rồi, mình cho tôm vô. Tôm mình có gặt quá trời luôn, mình bỏ gặt luôn.
nó thấy nhìn bình tráng quá trời nhìn. Nhìn được chắc chắn mà, ngon quá. Ngon. Ngon. Xào tôm thịt nó chín rồi, cái bắt đầu mình xúc mình đẩy lên đây. Đẩy lên măng. Để măng. Măng nãy mình cũng có nêm gia vị rồi. Cái này không xào chung quá em, xào riêng người ta. Xào chung cũng được. Rồi mình xào này, xào cuối sáng này. Xào không? Xào á. Giờ nó cũng đã chín rồi, mình lấy phân nửa mình đẩy lên trên măng. Còn phân nửa thì mình xào chung với củ sắn bằng trên này. Cái này mình lấy mình đẩy ra cái vỏ quá cho nó lỡ nước. Cái này làm nhìn thì chắc cả trăm cái thấy quá trời. Giờ mình lấy mình bỏ củ sắn vô sẵn cà rốt. Cái này mình đừng có xào cho nó chín rụt luôn á. Mình xào sơ qua nó còn có độ giòn nó ngon. Sơ qua nó ngon. Đúng rồi. Cái thịt quan trọng là thịt mình chín là được rồi. Thịt chín hết rồi đó. Bộ sắn thì cái đó ta sống sống ngon sao. Còn giòn không sao. Mình ướm thịt thêm vô thôi. Cho nó ít cục ngọt cho nó. Đổ đều lên. Rồi vậy là mình qua làm bánh luôn nha. Vậy qua đậu bánh luôn các cô chú chị nha. Thì mình đã hết tiêu vô. Một cái thùng đó. Rồi như này nó cũng chín rồi, chút ra luôn. Qua một bên nè. Mình làm như hai thứ. Chín rồi bắt đầu mình đi đổ bánh luôn. À cái này bánh này kìa, bánh đùm nữa. Bữa nay mình cái tem ghê trời. Má tem người yêu á. Ơi ơi dơ. Tem hù tiếng ai vậy? Bữa nay mấy đứa trẻ về về nhiều quá, vài bữa ra anh sẽ tổ chức trò chơi cho mấy đứa nhỏ này nè. Không không không, Khang lãnh mấy phần. Dạ. Con đem bọc đem lại cho cô ai, cô bán ai? Không kịp làm đâu phải không em, đúng không? Không kịp làm lâu lắm. Làm hồi từ hồi sáng tới giờ đó. Anh đi thử. Rồi, đó, cô bán luôn, cô đây, có nay cô. Cô hết thấy đường. Thế vậy sao vậy? Úc đi đâu? Nè, rồi hai phần. Nước mắm cô ơi. Nước mắm đâu? Kề nước mắm nè. Rồi đợi tí xíu thì cho. Vô, đừng coi là bữa nay cô hết cái đường rồi con ơi. Bữa nay cô hết cái đường rồi. Cô bị say sẩm rồi. Cô đủ hết vô ba chi. Còn mấy phần? Một cô lấy 15 ngàn ra. Đúng không? À. Đi chơi dữ ha. Ba đi mình vô mới về hồi lúc nãy nè. Dạ. Rồi mẹ đi chán chưa? Chưa, chuẩn bị đi rồi. Dạ hả? Chuẩn bị đi. Vậy mua bánh hay về chơi tải mẹ đi. Ôi chưa đi. Tem mẫu. Thằng đem mua bánh hay về đãi mẹ. Mẹ đi Bình Dương rồi. Bữa nay băng bằng chùa nó chưa lại nữa đó. Con năm phần vô hai bọc nước mắm này ha. Ừ, hai cái gì cho nó. Sao cũng được, cái này dễ dễ.
bán tour này qua bắt đầu ai lại bắt đầu là đợi là nóng quá em ha. Nóng quá. Bánh này không biết hả con? Bánh bữa hổm ăn đớm, mới ăn đớm. Bánh dừng măng. Rồi làm được mà đâu sao thì bao hai bữa nó làm. Đâu gì đâu. Đại con ơi, qua wow, quán này đắt quá trời đắt. Còn rồi. Xe đi rồi mẹ vô. Cái ga đó các em phải cái gì? Trời, mà để lông về với con, chừng nào lông về? Tiền ơi, chưa về đâu, lông còn đi nha. Vậy hả? Chưa về đâu. Sunny rồi. Sunny rồi, Sunny rồi, Sunny cầm cầm cái gỗ kêu Sunny bỏ tiền vô kìa. Tiền đây. Tiền đây. Tiền rồi, chung rồi tiền, chung rồi tiền. Cái cô vô hộp này nó đưa cho con gà rồi cô con mấy phần chung? Năm phần. Bánh nóng hổi luôn đó. Mua đó. Mua hả? Đợi cô cái nha. Năm, ba hả? Cái nhiêu? Hai. Hai bọc nước mắm con. Gài đằng này đằng đằng đi chùa hả? Không có đứa nào lại hết. Dạ. Hôm qua đi chùa. Ủa tiền nước ai bỏ vô cho cô đi con? Xin tiền đây. Xin tiền. Tiền. Chưa dừng dừng. Rồi. Dạ. Phần ba. Quá. Ngủ nhắc. Rồi. Rồi mấy bà cô về kìa. Bye. 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 Nhiều đó. Ủa mà hai người này là qua trước mà hồi nãy chị hồi nãy chung công con người xe đạp con sao vậy hồi nãy chị nhanh quá sợ hết trời ơi con nè một thao mất luôn nè rồi này ra họp luôn đi con rồi con xin đi để vào họp đi ừ mà một thằng cô hai cùng lên đây bốn cô mắc kia hai cùng
sao cho chung qua đi, cho con bốn bốn hộp nước cô. Nè, để chấm xanh đi nổi thôi, xanh đi nổi rồi. Bỏ bánh vô đi, đặng cô đổ ra con. Thì sao kia cả nhà ơi. Không ai phẩm hôm qua. Cái này có ai? Trời chung ai quá. Để đi. Với tay bóc được không cô? Không. Bóc cái gì? Với cái này nè. Cứng quá hả? À, đến rồi. Phỏng hả con ơi? Cái đó, cái này xấu. Con lấy tay bóc luôn. Bóc luôn hả? Ừ, lấy tay, cái xăng bao tay nè. Ừ. Lý mở hộp lẻ. Quỷ nóng xin đây. Linh nóng người đó. Mở hộp mấy này nhé. Con bóc là. Ừ, phỏng nha, từ từ nha. Mà đợi lâu nha con. Cái đời ngủ hùng hậu luôn á. Rồi. Đủ. Có cô 5 cây mấy bọc nước mắm vậy cô? 2 bọc nhiều con. À, mai mốt là cháu Trung sẽ ra kênh YouTube. Kênh Hoa, cái gì? Trung Hoa. Con lấy tên kênh tên gì Trung? Trung Hoa, Trung Hoa hai anh em luôn à. À Trung Hoa hả? Ừ, lấy con. Cô còn hộp bún cô cho con một. Phỏng nghe con, cô cứ vô nghe, phỏng đó. Nóng lắm á, cô phỏng. Tụi con về thủ tinh thần nha, sắp sửa chơi trò chơi đó nha. Thủ tinh thần nha mấy đứa nha. Rồi về. Rồi xin thưa toàn thể các cô chú anh chị, thì buổi bán bón quê 5K của gia đình mình thì cũng đã xong rồi. Chồng mình cũng xin chân thành cảm ơn các cô chú anh chị nhín chút thời gian quý báu để xem kênh YouTube Má Lá Tình Về Gia Đình Mình. Xin cảm ơn các cô chú anh chị rất nhiều. Và xin hẹn các cô chú anh chị clip sau. Rồi, về từ từ nghe con, về từ từ nghe. À, về.